lâu mới bắt được. Đấy, đồ to đấy. Không, như này là thoải mái rồi. Dô phi còn cứng đơ nữa này. Vẫn là thùng thôi, còn ấn cơ thì bé kinh cái lồn thôi. Tôm rồi. Ấy giết cái ủi hai ba con nhé, bên đây nhỉ, ấy con nó đi theo đàn đấy phải. Đấy 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 đấy, ấn nhanh nháy thôi nó đỡ chìm rồi đấy, thì nó lỗi nó bật lên. Ở đấy ủi vẹn giết to đây. Ui giời, đờ đờ đéo chạy nữa. Đánh nháy thì nó bật lên. Toàn chiếc to nhỉ. Bắt thì sướng đúng ăn. Đấy, con chiếc kìa. Đấy, đấy, đấy. Hả? Mất rồi. À, báo bà kia mình biết cơ mà mình. Nếu mà rô phi thì mất thì chiếc chạy còn được. Ui đấy, trắng phau kìa. Ờ, nằm đi. Cho vật ra nhá. Để... Ê kìa, trắng trắng nghe rồi. Đi lên trên, mày nhặt cá đi lên trên đi. Đưa ông nghe, vẫn lên trên. Cho vật nó chói ra tí, xúc ra dễ. Đừng cho cong quá. Có con nữa mà. Đấy. Đâu con nữa thì bên này. Có tí. Thôi để rồi đi. Bùa nước đồ ái. Cái thằng ở đây mẹ đấy. Mẹ thì thoáng đi quay tích cho anh em đi. Ui kìa. Quầy nó đi nó lại là hay. Quầy đấy chờ nó chắc. Kìa. Ô mại bầu nó không bắt à? Không. Để ăn mới ngon chứ, kém. Con này ăn mới ngon. Mày gì? Ui đấy. Ui, chép nhanh. Chép. Bùi đó đấy, để bỏ chép đi. Ôi thẳng. Mà tiếng trước em như mò cá. Ờ. Bùi đó, mẹ mẹ bỏ cá giết gì. Đời pha lâu, kính trường. Mồm con dâu đấy, con chép nhanh đấy. Đấy. Ông dí mạnh quá nó nằm im nếu ngóc lên được. Con này làm con là con chép cân mà. Ừ, cân hơn cân, đúng rồi, cân hơn cân. Sống. Không, đấy là nó ra ngoài thôi chứ bình thường này chú thì bụi. Ấy. Bắt cái tay lên. Yếu. Nó chưa hết kén. Thế mà thoát được nữa nhỉ. Yeah. Dô phi bắt đồng đếch nhỉ.
đấy, Jota, à, sộp con, thôi. Con này khớ, nói chung là bình thường, chứ bình thường mình không bắt mà này, cứ phải to hơn nữa đó. To hơn nữa. Ừ, mà này không bắt. Đấy, con gì ấy? Nó ấn được cho cái bụng này nè. Đấy, đấy. Nó không ấn nữa, nó không chạy mà nó chạy lên. Rước, rước. Ui, rước to kìa. Đúng rồi, con bé bắt làm gì? Thôi, con này. Thảm thế. Đấy, rước á. Con nữa kìa. Nháy nháy thôi, thì nháy nháy thôi. Ừ, hay chép. Không, con giúp con coi nữa. Hay chép. Hất lên nè, hất vạt lên nè. Xúc xúc vạt nè. Đưa cái vật này cũng đưa, đưa vật ngắn. Ừ, vật dài không xúc. Không giếc thì đấy. Ui dồ. Đấy 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 đấy. Tuyệt, mắt tinh gớm. Ừ. Mắt. Mắt tinh gớm. Đấy, Tuyển nghỉ đi học tập ấy. Nó đấy, giếc to thế nhỉ. Ui, giếc được kìa. Ui, giếc to ấy. Ui, cái này vật dài, vật dài. Vật vào dưới đi. Ui, ba con. Ui. Đấy, con ở dưới đây. Trong bụi ấy. Trong cái chỗ cái dưới cây đấy, ở dưới cây ấy, dưới cây khô cơ. Kém đấy nhỉ. Thôi. Ừ. Ui, là giếc kìa. Ấy. Giếc to nhỉ. Cái này nó hút cá mà. Không phải, nó rộng, tầm nó rộng, hiểu không? Rộng hơn dòng kích cơ. Đây này, trong đây, đang bơi nữa. Đấy, đấy, đấy. Ấn đi, ấn đi. Đấy, đấy. Ấn bùi đâu. Đang bơi mà nhìn. Ấn thì chết phá. Chết rồi. Đấy, còn nữa đấy. Nó đang bơi là... Cái này nó rộng hơn dòng cơ. Đấy, đấy, đố. Ui giời, toàn chiếc cũ. Ui giời. Rồi đấy thì bắt chậm đếch. Mấy ai mày thả đi rồi không biết đường đôi. Thả đi. Vẫn trả ăn chưa? Ừ. Cứ áo hức ngay nhỉ. Áo hức. Ừ. Lấy con chiếc ấy hả? Đâu vào đâu. Thanh trắng. Đi rồi. Qua qua. Chạy rồi. Qua đó rồi. Mưa thì tổ mẹ với mưa. Không. Cái mà lồn. Bố mình mấy hôm cá chiếc cứ thích ăn cá chiếc. Ăn qua đấy. Đấy. Đấy, loại này này hôm đoạn kia Tuyến ơi, toàn loại này về giá này, mẹ mua làm đĩa hết sạch. Đấy, mẹ à thùng. Hôm nay mua bia nhà về, nhà mình quán cái đầu tiên, còn là các bé thôi không nước này. Mẹ cứ thích, cứ cùng nước, cũng không còn máu một ngày. Từ thuận, mẹ chắc không còn máu người. Rồi quay lại, em sẽ trước rồi. Đấy, đó. Mày gà, cả nhà ăn không hết đi rồi, chéo. Dạ? Đấy, anh ngoài bố về đây còn trước qua rồi. Ồ, 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 ồ
xúc lên rồi. Thôi bây giờ đục rồi thôi. Giết to thế mà không biết đường xúc gì. Ờ, đưa tiếng nó vác cho. Đồ to. Ui. Ờ giết. Ấy ui. Ấn nhẹ thôi để nó lên. Thôi rồi đấy thôi. Ui. Đấy mẹ lưng thùng rồi. What the. Còn rồi. Đó giết. Có không hạ xuống. Giết cái này nó đèo giết rồi.